Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong tạp chí kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số phóng sự sau đây. Phong trào thanh niên dân tộc thiểu số thi đua làm kinh tế giỏi, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cộng đồng thôn bản, đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong trường học. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo đang được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai và lan tỏa sâu rộng, đặc biệt là tại địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau gần 2 năm thành lập, 6 hộ gia đình tham gia mô hình nuôi ngựa sinh sản thôn Ngải Thầu đã gây dựng phát triển đàn ngựa được 41 con. Tiên phong tham gia mô hình, gia đình anh Tráng A Sài luôn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và tận dụng nguồn thức ăn nông nghiệp sẵn có tại địa phương. Cuối năm 2023, anh Sài đã xuất bán 6 con ngựa, thu lãi trên 100 triệu đồng. Thì trước thì vay được 100 triệu để mua, nhưng mà ngựa nó hơi đắt, cho nên là mình mua được 4 con. Thì trong vòng 4 con đấy, mình nuôi được 2 năm, thì được 9 con. Có cái dự án là nhà ấy, thì mình lại xu phong để làm nhà, xong là mình để bán đi là 6 con rồi. Bây giờ thì có 3 con như thế này. Cho nên là mình sẽ mong rằng mình có thể mua vài con về thêm để chăm nuôi. Ngải Thầu là một trong 3 thôn trọng điểm phát triển cây đào giềng theo hướng hàng hóa ở Dền Thàng. Song do địa hình dốc, đường đi lại còn gặp nhiều khó khăn do cách trung tâm xã gần 12 km, nên việc vận chuyển sản phẩm đào giềng của bà con mang đi tiêu thụ rất khó khăn. Hiểu được những khó khăn vất vả của gia đình và người dân trong thôn, Lầu A Sinh đã mạnh dạn đầu tư máy móc, thu mua và sơ chế củ đào giềng ngay tại thôn, giúp bà con giảm chi phí vận chuyển. Từ lúc mở xưởng thì cũng bà con cũng nhiệt tình gọi là trồng đao rồi là chăm sóc đao và trồng khá là nhiều, nên là mình cũng cố gắng là thu mua cho bà con, vừa là tạo điều kiện giúp đỡ bà con ở trong thôn và cũng là có cái việc công ăn việc làm, thì nói chung là cũng giải quyết được nhiều với khâu vận chuyển của anh em đi xa, đi nơi khác, và tạo cái phong trào thi đua phát triển ở trong thôn bản ở đây. Còn đây là mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa của gia đình chị Sùng Thị Giấy. Với 2 khu nuôi lợn nái và lợn thịt riêng biệt, đàn lợn của gia đình chị thường xuyên có trên 30 con. Phát triển quy trình chăn nuôi theo hướng tận dụng hiệu quả nguồn thức ăn nông nghiệp sạch tại địa phương, nên việc tiêu thụ sản phẩm lợn hơi ra thị trường cũng thuận lợi. Bản thân tôi cũng đã nuôi, và trong thôn này tôi cũng đã tuyên truyền cho các bạn thanh niên đoàn viên ở thôn ấy, thì các bạn đấy là cũng đã nuôi ở đây. Hiện tại là thôn tôi là cũng đang có 3 hộ gia đình là cũng nuôi lợn nái xong là tái đàn ấy. Thì hiện nay lợn cả 3 hộ gia đình đấy cũng đang phát triển cũng khá là tốt ạ. Triển khai nghị quyết 10 của tỉnh ủy về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, năm 2024, xã Dền Thàng đã triển khai trồng trên 90 hectare cây đào giềng, phát triển đàn lợn đen trên 2.300 con, đàn ngựa 270 con, trồng mới 20 hectare rừng sản xuất. Phần lớn các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương hiện nay đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên xã. Là một trong 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, kết thúc năm 2023, xã Dền Thàng có 65 hộ dân thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo của xã đạt 9,76%. Những kết quả nổi bật đạt được là cơ sở để cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về vốn và kỹ thuật sản xuất cho người dân, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên trong phát triển kinh tế để tạo sức lan tỏa ra toàn xã. Định hướng cho đoàn viên thanh niên vay các vốn ưu đãi để về sản xuất kinh tế trong gia đình, đặc biệt là một số đoàn viên thanh niên thì cũng rất là mạnh dạn để làm sao mà
thành lập những cái xưởng để làm sao mà thu mua cho bà con nhân dân một cách thuận tiện nhất, thuận lợi nhất, là làm sao mà bà con nhân dân là đỡ vất vả, và cũng qua đó thì cũng là tạo công ăn việc làm cho một số đoàn viên thanh niên cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn xã, làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho đoàn viên thanh niên cũng như bà con nhân dân phát triển kinh tế ngày một phát triển và ngày một đi lên. Còn tại xã Nậm Pung, với lợi thế về nuôi cá nước lạnh, đoàn viên Tần Láo Lở ở thôn Kim Chu Phìn 1 đã quyết tâm theo gia đình học nghề nuôi cá hồi, cá tầm từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tần Láo Lở đã quyết định ở lại địa phương chăn nuôi cá nước lạnh. Bằng những kinh nghiệm học được, cùng với lắp đặt hệ thống camera giám sát, 9 ao nuôi cá hồi, cá tầm của gia đình luôn phát triển tốt, mỗi vụ cá cho thu về hàng tỷ đồng. Em tham gia nuôi cá từ hồi em 2017 ạ. Bố mẹ cũng hướng dẫn chăm sóc, cũng hướng dẫn nuôi cá và tách cá. Nguồn nước thì gia đình kéo từ trong suối ra, trong suối nước sạch. Ở thời nay mà phát hiện xã hội phát triển nên em cũng muốn chụp ảnh quay phim để quảng bá lên mạng xã hội để sản phẩm của mình đi xa hơn. Với cương vị của bí thư đoàn thanh niên thì cũng đã tuyên truyền vận động những bạn đoàn viên thanh niên ở lại địa phương để khai thác thế mạnh của địa phương như là trồng cây ăn quả và nuôi cá nước lạnh ạ. Trong thời gian qua, phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp đã và đang lan tỏa sâu rộng trong mỗi đoàn viên thanh niên, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, khai thác hiệu quả lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đa dạng, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 1 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, 9 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 85 mô hình phát triển kinh tế cấp xã, có 581 tổ hợp tác thanh niên, 16 hợp tác xã thanh niên, xây dựng được 439 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu nhập từ 50 triệu đồng mỗi năm trở lên. Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp cho các bạn thanh niên dân tộc số. Tại đây thì chúng tôi lựa chọn những bạn có những mô hình khởi nghiệp tại địa phương, tổ chức tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp và hướng nghiệp cho các bạn, giúp các bạn có thêm kỹ năng về quản trị mô hình doanh nghiệp cũng như là mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Ngoài ra thì triển khai các hoạt động để xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu để hỗ trợ các bạn hoàn thiện hơn về sản phẩm của mình. Thứ nữa là chúng tôi phối hợp triển khai các nguồn vốn để hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn về hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện nay thì tổng dư nợ trên địa bàn toàn tỉnh do thanh niên quản lý là trên 900 tỷ đồng. Bằng những mô hình cách làm cụ thể, dù quá trình khởi nghiệp của mỗi đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số còn nhiều gian nan vất vả, nhưng bằng ý chí, sự quyết tâm và nghị lực của tuổi trẻ, sự đồng hành của các cấp các ngành, đặc biệt là các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã và đang thành công trong khởi sự, khởi nghiệp, hình thành nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, thúc đẩy phong trào thi đua làm kinh tế giỏi trong cộng đồng thôn bản, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Thưa quý vị, năm 2024, tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm từ 30% trở lên số người tảo hôn, giảm từ 25% trở lên số phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, việc nâng cao hiệu quả các mô hình phòng chống tảo hôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng. Mô hình phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết thống tổ 2 phường Sapa được thành lập từ năm 2022. Hơn 2 năm qua, 15 thành viên trong mô hình thường xuyên đến các hộ gia đình thuộc địa bàn phụ trách để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Những nhà mà có các cụ già thì rất là khó khăn, bởi vì các cụ ngày xưa thì hay theo cái truyền thống của ngày xưa. Có một số trường hợp là khi mình đến thì họ vẫn rất là niềm nở với mình, họ vẫn đồng ý với mình, nhưng mà khi mình về rồi thì họ vẫn thả con gái họ đi. Khi mà mình lại đến vận động một hai lần thì họ cũng đã hiểu ra, nên là họ cũng đồng ý quan điểm với mình là không cho con đi nữa. Từ 2023 thì cái tuyên truyền của cái mô hình phòng chống tảo hôn thì chúng tôi đã tháo dỡ được 3 trường hợp, còn 1 trường hợp thì chúng tôi
là rất là khó khăn, thì chúng tôi đề nghị ban phường thì sẽ xuống để lập mấy bạn để cho bà con để ký cam kết, xong là bà con lại cho tiếp tục cho con đi học. Còn tại xã Hoàng Liên, với việc triển khai mô hình điểm tự quản phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã giúp người dân thôn Lồ Lao Trải hiểu rõ những hệ lụy của tảo hôn và sinh con sớm. Từ đó, nhiều hộ dân đã cùng chung tay đẩy lùi, chấm dứt vấn nạn này. Được tuyên truyền nhiều, mình cho con cái đi học hành. Bây giờ tất cả đều làm ở Sapa. Con gái út năm nay 24 tuổi rồi, nó bảo phải kiếm đủ tiền đã rồi lấy chồng sau. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục duy trì các cái mô hình đó và tổ chức các cái hoạt động, và chúng tôi sẽ hướng về cơ sở là chính, ở tại các cái trường học, rồi là ở thôn bản, cũng như ở cơ sở để cho bà con trực tiếp được lắng nghe, được giao lưu, được trực tiếp trao đổi. Lào Cai hiện có 113 mô hình điểm về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cộng đồng thôn bản. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 112 trường hợp tảo hôn, giảm 30% so với năm trước. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các thành viên mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở cơ sở. Với nhiều nỗ lực tại các địa phương vùng cao của tỉnh, tình trạng tảo hôn giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu lại tăng. Do vậy, rất cần sự nỗ lực hơn nữa của các cấp chính quyền, đoàn thể, đơn vị trong công tác nắm bắt vận động, trong đó làm tốt công tác truyền thông trong trường học là một trong các giải pháp hiệu quả, nâng cao nhận thức của trẻ vị thành niên trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh các tiết học trên lớp, hàng trăm học sinh của ngôi trường này thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua nghe, xem và trả lời các câu hỏi của thầy cô, em Giàng Thị Bầu hiểu biết thêm kiến thức những tác hại của tảo hôn, sinh con sớm. Bản thân em nghĩ là không nên lấy chồng sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sẽ ảnh hưởng đến học hành. Kết hợp với các ban ngành đoàn thể của xã cũng như trong nhà trường để tuyên truyền đến học sinh. Đặc biệt là học sinh đối với lớp 8 và lớp 9. Trong các cái nhóm Zalo của phụ huynh, học sinh thì chúng tôi cũng lồng ghép công tác tuyên truyền của giáo viên chủ nhiệm. Từ đó 2 năm gần đây thì là sau khi nghỉ Tết Nguyên đán xong, không có một cái trường hợp nào là có tảo hôn đối với đơn vị trường. Còn đây là tiết học giáo dục công dân của học sinh lớp 8C, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phan Xipang, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa. Thông qua bài giảng về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, các em hiểu về nguyên nhân, hệ lụy của tình trạng này. Chị em lấy chồng từ khi 14 tuổi. Bây giờ chị em sinh 2 đứa con và không có tiền mua thuốc. Khi nào con ốm thì phải xin tiền bố của em để mua thuốc. Em xin nghĩ việc lấy chồng sớm không tốt. Phối hợp với lại trung tâm y tế và phòng dân tộc tổ chức sân khấu hóa tuyên truyền cũng như là cuộc thi về phòng chống tảo hôn, phối hợp với lại bác sĩ đa khoa giới thiệu trực tiếp về sức khỏe sinh sản đối với lại vị thành niên. Ngoài ra nữa thì nhà trường cũng in các cái biểu bảng ba lô áp phích để treo ở các cái vị trí thuận tiện nhất. Năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 112 trường hợp tảo hôn, giảm 30% so với năm 2022, không có hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, có tới 712 trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu, tăng 79 trường hợp. Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống hay tình trạng phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi đều để lại hậu quả nặng nề cả về kinh tế, xã hội và sức khỏe. Do vậy, để phòng chống giảm thiểu tình trạng trên rất cần sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì từ ngành chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, trường học. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai tới đây xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.